Câu chuyện kỳ lạ về xác ướp phu nhân Trung Hoa. 2000 năm tuổi, da vẫn mềm, tóc vẫn xanh, có máu trong tĩnh mạch. Tám năm trước, khi các công nhân ở Hồ Nam, Trung Quốc đang đào đất, thì bất ngờ phát hiện một ngôi mộ đồ sộ. Các nhà khoa học và khảo cổ học đã tới để xem xét xác ướp trong ngôi mộ, từ đó mở ra hàng loạt những bí ẩn khó hiểu. Các nhà khoa học xác định đó là xác ướp của một người phụ nữ tên Xin Jui, vợ của Hầu Tước Đại, sống ở triều đại nhà Hán. Bà được xác nhận qua đời vào năm 163 trước Công Nguyên, đồng nghĩa với việc xác ướp của bà đã có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Điều kỳ lạ là làn da của người phụ nữ này khá mềm mại, mái tóc vẫn đen nhánh và dày, các khớp xương vẫn có thể co duỗi bình thường, và điều kinh ngạc hơn là vẫn còn máu trong tĩnh mạch. Vì vậy mà thi thể của bà Xin Jui được công nhận là xác ướp được bảo quản tốt nhất lịch sử và cũng là xác ướp bí ẩn nhất thế giới. Chiếc quan tài của bà có chứa hơn 100 cổ vật quý giá, bao gồm đồ trang điểm, đồ dùng vệ sinh, hàng trăm chân sơn mài và hình chạm khắc bằng gỗ tượng trưng cho những người hầu. Nhưng điều kinh ngạc nhất là thi thể của bà khi vừa phát hiện chẳng khác gì cái xác của một người vừa qua đời. Làn da vẫn mềm mại như người còn sống, vẫn có độ đàn hồi, cùng mái tóc đen, lông mi, lông mày, lông mũi. Thực chất, những bức ảnh ta thấy không phản ánh đúng tình trạng của bà Xin khi mới phát hiện, vì khi ấy khí oxy đã thâm nhập vào làn da và khiến nó xấu đi. Họ phát hiện ra rằng tất cả các cơ quan nội tạng của bà đều còn nguyên và tĩnh mạch của bà vẫn còn máu. Những tĩnh mạch này cũng có các cục máu đông, cho thấy cái chết của bà Xin là do đau tim và một số bệnh khác. Khi mới phát hiện, ai cũng phải kinh ngạc về sự kín đáo và công phu trong cách xây dựng ngôi mộ. Nằm sâu hơn 12 mét dưới đất, Xin Jui được quấn trong 20 lớp áo lụa, đặt bên trong quan tài 4 lớp và xen kẽ giữa các lớp là than củi, phía ngoài là đất sét, tất cả là để tránh vi khuẩn xâm nhập. Cơ thể của bà được ướp trong khoảng 80 lít chất lỏng không rõ tên, có tính axit nhẹ và chứa dấu vết của magie. Tên gọi và cách điều chế của chất lỏng đó là gì, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Với cuộc khám nghiệm tử thi vào tháng 12 năm 1972, kết quả cho thấy bà đã chết ở tuổi 50. Dù vậy, bà vẫn sống thọ hơn chồng và con trai, vì cả hai đều tìm thấy bên cạnh bà, nhưng hài cốt đã bị phân hủy. Theo các nhà sử học, bà Xin Jui được xem là một phụ nữ quý tộc đáng kính, sống một cuộc sống xa hoa và xa xỉ. Nhưng dù gì đi nữa, xác ướp của bà đã đem đến cho chúng ta những câu hỏi khó, mà nếu tìm ra được câu trả lời thì chắc chắn sẽ có giá trị vô cùng to lớn.